Tiêu Chiến từng đẩy thuyền Vương Nhất Bác với Triệu Đại Dĩnh, đang yêu hết nấc với giây phút Tiểu Chiến nhưng Vương Nhất Bác cho Triệu Đại Dĩnh. Hiện tại, fan đang bấn loạn vì giây phút này và thi nhau lan truyền. Trong buổi lễ có rất nhiều khoảnh khắc khó quên dành cho khán giả như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tụ hội tạo nên một mỹ cảnh, Lộc Hàm và Ngô Diệp Phàm trao hỏi nhau trong hậu đài. Ngoài ra, một khoảnh khắc vô cùng ấm áp như lúc Triệu Đại Dĩnh bước lên sân khấu, Vương Nhất Bác dừng chân chờ đợi, nắm tay dìu đàn chị cùng tiến lên. Vương Nhất Bác cẩn thận trong trường Triệu Đại Dính. Có một khoảnh khắc khá thú vị về Vương Nhất Bác và Triệu Đại Dính. Đó là khi Vương Nhất Bác đang ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến, Dương Dương, Dương Mịch và định lệ Nhiệt bà thì MC gọi tên sáu diễn viên cùng lên sân khấu. Trong khi đó chỉ có Triệu Đại Dính là ngồi bàn riêng với 5 người. Vương Nhất Bác thay vì lên cùng mọi người thì cứ nán lại nhìn về phía Triệu Đại Dính như thể đang lo lắng điều gì đó cho cô nàng. Lúc chờ đợi Dĩnh bước lên sân khấu, Vương Nhất Bác dừng chân chờ đợi, nắm tay dìu đàn chị cùng tiến lên. Dù thế đi chăng nữa, khí chất của nữ diễn viên vô cùng nổi bật tại sự kiện, hành động dừng chân chờ chờ đợi Dĩnh của Vương Nhất Bác nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều này thể hiện sự tinh tế gan lăng của nam diễn viên trẻ. Vương Nhất Bác liên tục ngoái lại phía sau trông chừng chờ đợi Dĩnh. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phía chờ đợi Dĩnh, Ban đầu, Tiêu Chiến đứng giữa Vương Nhất Bác và Chợ Đại Dĩnh, nhưng thấy họ nói chuyện nên không thuận tiện, thế là Tiêu Chiến trực tiếp nhược chỗ đẩy Vương Nhất Bác vào giữa. Tiêu Chiến đã nhanh tay học tập sự nhạy bén của địch lệ nhiệt ba, lôi Vương Nhất Bác vào giữa mình và Chợ Đại Dĩnh. Lúc đó, mắt của Triệu Đại Dĩnh bị ngoại thương, nhưng cô vẫn kiên trì tham gia hoạt động, vô cùng kính nghiệp vì chuyện bị thương này nên tạo hình tóc của Triệu Đại Dĩnh trong đêm hôm ấy cũng kiểu che mái, đi nửa khuôn mặt. Một mặt tránh để mọi người lo lắng, mặt khác cũng tránh ánh sáng bảo vệ mắt bị thương. Dù mắt đang bị sưng, nhưng Triệu Đại Dĩnh vẫn xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong sự kiện của Tencent với phong cách pick a blue, mái tóc che đi một nửa bên mặt, nổi tiếng với huyền thoại điện ảnh thế giới Veronica Lake một thời. Quả thật là sau sinh con, Triệu Đại Dĩnh cũng thay đổi hoàn toàn cách mất khắp cũng như phong cách thời trang của mình, khiến cô ngày càng quyến rũ và mặn mà hơn. Đặc biệt, hai bộ váy của Dior và Poulain mà cô đang mặc trong sự kiện của Tencent nhận được vô số những lời khen ngợi. Đồng thời, cô cũng trở thành một ngôi sao đẹp nhất trong sự kiện. Vương Nhất Bác và Triều Đại Dĩnh từng hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình hữu vị Tại buổi trao giải tinh quang đại thưởng hôm đó, hai diễn viên cũng được đăng tấn sắp xếp cho hai chiếc video cực xịn đánh dấu bước chuyển mình mới mẻ của Vương Nhất Bác từ chân Tịnh Lệnh sang Hữu Phỉ và chiều đại dính từ nàng Minh Lan gây sốt năm 2019 sẽ tiếp tục tỏa sáng với màn ảnh qua chủ phỉ ở năm 2020. Sau khi những hình ảnh được cho là Vương Nhất Bác hẹn hò chiều đại dính thì hình ảnh này được cho là tiêu chiến đã cố tình đẩy thuyền cho hai nhà dĩnh bác đến với nhau. Triệu Đại Dĩnh và Vương Nhất Bác lần đầu quen biết nhau nhờ cơ duyên hợp tác trong bộ phim truyền hình Hữu Phỉ. Mặc dù chỉ mới quen biết chưa đầy 2 năm, bình thường cũng không có tương tác gì trên mạng xã hội. Nhưng qua những điều này, mọi người có thể thấy được mối quan hệ giữa Triệu Đại Dĩnh và Vương Nhất Bác rất tốt. Star Awards là một sự kiện lớn cuối cùng kết thúc năm 2019, quy tụ dàn sao đình đám nhất của số biết hoa ngữ hiện nay như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm, Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Sự kiện đã có rất nhiều những hình ảnh ấn tượng, trong đó sự xuất hiện của triệu đế dính được nhiệt xét đã gây sự chú ý của giới truyền thông và netizen.